Nam Trà Huyến xin chào tất cả anh chị. Thì hôm nay em với ba em sẽ chia sẻ các anh chị cách diệt cây cỏ hiệu quả nhất đối với vườn nho ứng dụng công nghệ cao này. Thì hiện tại những cây nho đang phát triển rất là tốt và đang trồng được gần 3 tháng tuổi rồi. Thì mời các anh chị hãy gặp ba của em để bắt đầu chia sẻ về đề tài cực kỳ thú vị này nhé. Dạ con chào ba. Chào con. Dạ. Thì hiện tại thì ba đang làm gì, có thể chia sẻ cho các anh chị về cái việc ông ba đang làm và cũng như là chức năng của cái công đoạn này hay không ba? Thì xin chào các anh chị và các bạn, đây là mình cũng phủ bạt cho cây nho. Dạ. Đó. Mình cũng đang phủ bạt. Dạ. Đó, mình hạn chế là cỏ. Dạ. Đó. Mình tủ phạt bạt, cái thứ nhất là hạn chế cỏ, cái thứ hai là nó giữ ẩm. Dạ. Đó, nó làm cho cái dòng liếp mình nó lâu khô. Dạ. Đó. Đây, thì thường em xin chia sẻ thêm, tùy theo khoảng cách của cái hàng của mình thì mình sẽ chọn bạt cho phù hợp. Như em thì em chọn khổ 2 mét này. Đó. Và hiện tại là mình cố định cái bạt này thì bằng cái vật liệu, cái dụng cụ gì hả ba? Đây, mời các anh chị cùng xem nha. Đó. Bên đây là cỏ, đó, rất là nhiều cỏ này. Đó, qua bên đây là khá là sạch sẽ liền. Đó. Cái bạt này thì nó như chẳng hạn như cái chiều dài á, thì do nó cái khu vực đất của mình. Dạ. Đó, mình độ mình đo theo cục dài. Dạ. Thường chiều ngang là nó 2 mét. Dạ. Đó. Nó khổ 1 mét, khổ 2 mét, khổ 4 mét. Các anh chị tùy theo mà mình chọn cái khổ cho phù hợp thôi ba ha. Với lại nhắc lại các anh chị mà mình muốn làm phủ bạt thì mình phải đo cái bạt, là mình đo cái lúc đầu mình lên liếp á, mình phải đo cái hàng nho của mình. Dạ. Đó, mình đo cái hàng nho của mình là cây cách cây là khoảng 2 mét 5. Dạ. Đó, là mình phủ bạt 2 mét thì chính giữa nó còn ra chừa ra chính giữa hàng liếp là 4-5 tấc là vừa đủ rồi. Dạ. Hàng đó, cho nên mình chia cái liếp mình trồng từ đầu á. Dạ. Và nó mới chính xác được cái bạt. Dạ. Chứ mà các anh chị mà mình lên liếp mà mình không tính toán cái bạt thì sau này mình mua bạt về mình phủ nó bị sai. Dạ. Thì đó, em chia sẻ với anh chị những tập đầu tiên, tập thứ hai á là khoảng cách hàng cách hàng á. Đó, luống cách luống ở em là 2,5 mét. Đó, nên là em sẽ chọn cái việc bạt là 2 mét. Thì đúng rồi. Cho nó hợp lý. Đó. Và đây, đây là cái dụng cụ đơn giản thôi. Dạ. Cái này mình lấy tiếp máy ông ba. Mình trải bạt xong rồi cái này mình mua dây thép 3 đó. Dạ, thép 3. Dây chuyên á. Dạ. Dây chuyên loại 3 đó. Dạ. 3 dây á. Dạ. Rồi giờ mình cắt ra khoảng 20 phân. Đâu, để không đo. 40 phân. 40 phân. 40 phân. Kẹp lại bẻ đôi lại đó. Thành 20 nè. Cái là tôi đo là một bên 20 nè. Dạ. Đó, một bên 20 mình cắt ra 40 phân rồi mình bẻ cúp lại cho nó đều. Dạ. Cái này thì đơn giản thôi. Dạ. Rồi bắt đầu mình trải ra rồi bắt đầu mình ghim xuống. À, để cố định bạt cho gió rồi nó khỏi bay mình ba. Ghim xuống là đây, mời các chị cùng xem này. Cái thứ nhất là cho nó cố định cái bạt. Dạ. Cái thứ hai là gió nó nhịp. Dạ. Đó, nó khỏi bay bạt. Đây, như các anh chị xem bên đây nè. Khoảng cách là tầm khoảng đâu còn đo nha. Chắc tầm gần 2 mét thôi ba ha, một cái. Có thể 1,5 mét đến 2 mét tùy đúng, theo cái gió ở mình để mình xử lý thôi. Mình theo mình tính cái lượng gió đó. Dạ. Đó, 1,5 mét đến 2 mét một ghim. Dạ. Đó. Đó. Thì cái việc mà che bạt và tháo bạt ở phần mình nó diễn ra như thế nào? Hả ba? Thì che bạt á, thường mình che bạt thì mình thấy thường là chẳng hạn như nắng đó, nắng rồi mình phủ lại cho nó có độ ẩm. Dạ. Đó, rồi nếu mà mưa nhiều, chẳng hạn mưa nhiều thì nó mắc cái bạt mình sổ ra không có được. Dạ. Đó thì mình phải coi như linh động mình cuốn cái bạt lại. Dạ. Đó cho nó trống để mình thốt nước ra cho nó nó thốt ra cho nó hết. Dạ. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình phủ á, mưa cỏ lên. Dạ. Đó, nếu mà mình kéo ra mà mưa nhiều mà cỏ nó lên lại mà nắng lên lại thì mình phủ lại. Đó, mình phải làm xuyên, mình
mình chuyển động cái chỗ đó. Dạ, mình linh động không ba ha. À, việc làm nông hiện tại mình phải làm xuyên thì cần phải sự chủ động, và đặc biệt là mô hình làm nho ứng dụng công nghệ cao như nông trại Hồng Yến đó, thì cái việc chủ động nó rất quan trọng. Ví dụ như là cái hệ lưới này mà che chắn côn trùng này cũng được farm thiết kế di động đó. Tương lai nữa là cái hệ mái che này, mái che là farm cũng đang thiết kế, mình linh động mình tháo dỡ một cách dễ dàng này. Và hiện tại do yếu tố là cây nho con và trời mưa vẫn tốt cho cây nho nên farm vẫn quyết định là chưa che mái che, nên cái việc tháo dỡ cái bạt này mình phải linh động thôi đó. Còn mà tương lai mà có mái che rồi đó thì mình có thể giữ 100%, hay là vào những giai đoạn như giai đoạn đang kích bông này cần cái độ thông thoáng thì sẽ tháo ra mở lại một cách linh hoạt, thì lúc đó thì giúp cho cái vườn nho của mình luôn phát triển tốt và luôn đạt năng suất cao hơn ba ha. Chống chọi hết tất cả những yếu tố thiên tai của thời tiết càng ngày càng phức tạp như hiện tại. Nói chung đó, mình làm công nghệ cao thì mình phải sạch. Dạ. Thì sạch đương nhiên là mình phải sáng tác và linh động. Dạ. Đó, mình làm sao cho khỏi cỏ nó lên. Dạ. Đó, chứ mình làm sạch là mình phải làm xuyên, chứ mình không có bao giờ mà xịt cỏ. Dạ. Đó, nói chung là vậy. Dạ. Rồi, ba hãy dẫn các anh chị vào cái khu mà mình đã lót bạt sẵn rồi. Thì mời các anh chị cùng xem về cái khoảng cách mình đỡ hổ cái ngay chỗ phần gốc như thế nào, thì lúc đó chia sẻ kỹ cho các anh chị tiếp ba. Thì mà các anh chị theo qua đây. Dạ. đã phủ xong đó. Phủ đó. Cái bẹt là phần bên nho. Dạ, đó. Cái việc diệt cỏ hiện tại rất là dễ dàng, chia lại là xong rồi đó. Và mời các anh chị sẵn tham quan cái vườn nho. Đây là nho mẫu đơn này đó, đang phát triển rất là tốt đây đó. Mời các đây. Tất cả các anh chị nho phát triển rất ổn định luôn. Xem đây là bẹt này là đã phủ xong rồi nè. Dạ đây. Đó thì bẹt thì bề ngang 2 mét. Dạ, thì đây. Mình làm đó, mình phủ là chừa cái khoảng này là 4-50 phân. Dạ. Đó là mục đích để chừa như thế này để ăn chi ba? Chừa là cái thứ nhất là mình cho nó mình nhảy nước đó, chẳng hạn như mình chừa gì mình nhảy nước là mình để cái biết sao cho nó phạm vi ở trong cái phần mà coi như trong phủ bẹt thôi. Dạ. Đó cho nó trống để nước là nó thấm xuống đó. Rồi cái thứ hai là cho nó thông thoáng. Dạ. Đó, nó thông thoáng chứ mình không có được mà phủ kín lại hết. Dạ. Phủ kín lại hết thì nó mình nhảy nước cũng không được. Dạ. Đó là nó mắc cái bẹt. Dạ. Đó, nó không có rút xuống được. Dạ. Đó, cái thứ hai là nó không có thông thoáng được. Dạ. Đó là nó cũng sẽ là ảnh hưởng về phần bị rễ cây nho. Dạ. Đó. Đó. Và tiếp theo nữa là cái việc bón phân, đôi lúc những cái loại phân mà không tan á, như phân bò này, phân lân này, hay phân kali, thì việc mình đã hỏi này thì để mình bón phân rải xung quanh gốc nó dễ dàng hơn ba ha. Đúng rồi, thường là chẳng hạn như mình dùng cái là những loại phân xanh, phân hữu cơ đó, hữu cơ mình ủ đó, là mình trộn với rễ đó, là mình ria luôn, mình. Dạ. Ria theo cái đây nói này. Chung mình ria theo cái bét là được. Mới hôm bữa có hai ba con mình quay á đó, là đang bón phân mưa liên tục này, và khi mà nắng lên thì hai ba con mình bổ sung phân lân dưới rễ này đó, bây giờ đất rất là tươi xốp này đó, cây nho vẫn phát đó. Triển rất là ổn nói định. Chung mình rải đó. Mình rải thì mình ria theo cái phần mà mình phanh cái ổ gà mà theo gốc nho đó. Dạ. Ria vô đó, nói chung là mình ria theo cái vòi nước á. Dạ. cái vòi mà mình phen nước á, là nước nó ra là nó chỉ thấm lần lần là nó hút đó, nó làm cho cái đất mình tươi xốp thơm. Dạ. Đó. Đó và tiếp tục á là cái việc mà cái phủ bạt này, như cái nãy ba chia sẻ là hai ba con mình sẽ cực kỳ linh hoạt đúng không ba ha, là có thể tháo ra mở vô tùy theo mà từng giai đoạn phát triển của cây nho nó cần độ thông thoáng, hay là yếu tố mưa nó ảnh hưởng tới việc nước nó làm úng cái phần mô nho rễ nho, thì mình sẽ di động một cách dễ dàng không ba ha. Thì đúng rồi. Ừ. Như trước đây 1 tháng á, là em với ba em đã đóng lại, và sau đó thấy mưa nhiều quá là sẽ mở ra và tiếp tục là mình đang sẽ đóng lại không ba ha. Nói chung là mình
chia sẻ các anh chị là mình làm sao mà cái hàng cái ở dưới cái phần dưới clip á, dạ, đó là nó phải cho nó xuôi, dạ, đó chẳng hạn cái clip mình dài thì mình làm chẳng hạn một cái đầu là nó gò dốc, dạ, xuống đó. Và hiện tại là mình đang thiết kế dốc ra cái mương sổ của mình, dạ, đó. Hiện tại mình thiết kế đó là nó sẽ chổi vào đây không ba hả? Đúng, mình, dạ, xuống này. Mình đừng có làm bằng quá, dạ, đó mình làm bằng quá đôi lúc là nước nó thoát không được. Dạ. Đó, mình làm một chẳng hạn như tôi nè, một clip dài nè, ừ, rồi mình làm cái đầu trên là nó cao lên, dạ, đó, từ từ nó xuôi xuống cái mương sổ. À, đôi lúc là có bẹt mình làm nó xuôi rồi, bây giờ đôi lúc có bẹt nó cũng chảy ra hết luôn, dạ, à, khỏi mất công mình là coi như là xếp ra xếp vô, dạ, đó chừng nào mình thấy nước mà nó thấy là mưa nhiều mà nó đọng không á, nó không có khô được á thì mình phải cuốn vô, dạ, cuốn vô cho hết mưa cái nắng lên thì nó nhanh khô, dạ, đó, nhanh khô cái hàng mà nhanh khô cái clip mình, nó nhanh là nó khỏi bệnh rỡ, dạ, đó là nói chung mình giải viết cái bài toán về mùa mưa, dạ, đó. Và đặc biệt các anh chị lưu ý muốn trải bạt mà hiệu quả thì bắt buộc mình phải đắp mô đó. Còn đối với cái vàng thì có thể mình làm không cần máy che như nông trại Hồng Yến, và đối với những cái vàng bằng của Ninh Thuận đều có thể áp dụng cái phương pháp trải bạt được, nhưng mà phải đắp mô lên để cái việc nước nó mưa nó xuống thì xuống cái dưới cái phần trũng của cái mô để nước nó thoát ra một cách dễ dàng hơn ba. Đây là có thể nói là một phương pháp rất là hay và đã được nhiều anh chị miền Nam được nông trại Nguyễn chia sẻ và ứng dụng rất hiệu quả hả ba. Thì đúng rồi, mình làm nói chung mình làm công nghệ cao, từ từ mình mới tìm hiểu ra được, dạ, đó những cái kỹ thuật của cái công nghệ cao nó khác hơn là cái truyền thống, nó khác hoàn toàn, dạ, đó cho nên mình làm là mình phải sáng tạo thêm, dạ, đó. Dạ thì đó, vậy video của hai ba con mình chia sẻ về cái việc phủ bạt và cũng như là chức năng của cái việc phủ bạt và việc phủ bạt linh động như thế nào đó, thì hai ba con mình đã chia sẻ rất kỹ rồi. Thì con thay mặt các anh chị cảm ơn rất là nhiều đã có một buổi chia sẻ cực kỳ là tận tâm, cực kỳ tâm huyết dành tặng đến tất cả các anh chị yêu thích trồng nho trên cả nước. Hẹn gặp lại ông ba ở những video tiếp theo nhé. Thì thôi đến đây là cũng xin chào các anh chị và các bạn. Đó, giờ mình chỉ chia sẻ về cái phần kỹ thuật là trải bạt. Dạ. Đó, chia chấm cỏ. Dạ. Đó, thì thôi đến đây là mình cũng xin chào các anh chị và các bạn, là xin chào và hẹn gặp lại. Dạ rồi, con cảm ơn rất nhiều. Vậy video của em với ba là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Các anh chị hãy like và share video của em để lan tỏa cái đam mê ở trồng nho cũng như kỹ thuật trồng nho đến cho tất cả các anh chị. Cái bên nhau, này trở lại xin chào tất cả anh chị.